Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trong clip này mình có đi test chất âm và công suất của con đẩy bãi 4 kênh đến từ thương hiệu Sotanda, có model là MC4400. Con đẩy này sử dụng công nghệ mạch cần đắt H và có công suất đạt 400 W một kênh khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Và ở đây thì mình có sử dụng con đẩy này để ghép với hai cặp loa bãi bát 30, loa bát từ 19 x 76 và có công suất là 350 W một loa. Vâng, và chúng ta cùng đi xem cách đấu nối giữa con đẩy này với hai cặp loa bát 30. Và đây là con đẩy bãi 4 kênh đến từ thương hiệu Sotanda. Cái đẩy này có model là MC4400. Với con đẩy này thì mình đã có một clip trước giới thiệu chi tiết về kiểu dáng, hình thức và nội thất bên trong, các linh kiện của cái dòng đẩy này. Và mình có ghép con đẩy này với hai cặp loa bát 30. Và đây là phía sau. Đây, mình đấu 4 kênh thì sẽ đi với 4 loa riêng biệt. Dây vào các loa này. Loa này thì có công suất là 350 W một loa. Cặp này là loa CF, có model là FA12. Đó, mỗi loa một dây. Và đây là đường tín hiệu từ con vang X5 đi xuống đẩy, có 4 đường riêng biệt và 4 cầu ra loa thì được đấu với 4 loa. Và để kiểm chứng công suất và sức chịu đựng của con này đẩy này khi ghép với hai cặp loa bát 30 thì mình có sử dụng một cái đồng hồ để đo nhiệt độ. Hiện tại nhiệt độ đang không chạy nhé, nhiệt độ này đang không chạy nhiệt độ ngoài trời, bởi vì bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nó hơi nóng thì nó rơi vào 39 độ C. Và mình có kết nối cái đồng hồ này, dây này để đo nhiệt độ này, thì sẽ cắm vào cái tản nhiệt của con đẩy. Cái vị trí này là cái vị trí sinh nhiệt và nóng nhất ở con đẩy này. Quạt thì nó nằm ở phía sau, nó sẽ thổi gió từ phía sau và phía trước. Cái vị trí này thì là cái vị trí nóng nhất này, đấy, nó sẽ sinh nhiệt nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ đánh ở cái bản nhạc là G-Mix khoảng 15 đến 20 phút và chúng ta sẽ kiểm chứng xem là cái nhiệt độ nó sẽ tăng lên bao nhiêu độ C. Nếu nó sinh nhiệt cao quá thì có nghĩa là con đẩy này nó sẽ không chịu được cái mức đánh được hai cặp loa bát 30. Lát nữa thì chúng ta cùng quay lại để kiểm chứng. Cái dòng sò trên con đẩy này thì nó sử dụng cái dòng sò là LGVK, có mã là 0302 và 0281. Thì cái sức chịu đựng của con sò trong con đẩy này thì nó sẽ chịu đạt đến 150 độ C. Nếu mà quá là 150 độ C thì nó sẽ bị chết. Đây, nhiệt độ hiện tại đang là 39 độ. À, vâng, và bây giờ thì mình sẽ cấp nhạc và test từng kênh để kiểm chứng là mỗi kênh này sẽ ghép với một quả loa bát 30. Đây, bắt đầu mình cấp nhạc nhé. Và chúng ta cùng đi thử từng kênh này. Ở kênh đầu tiên tiếp theo là kênh thứ hai. Kênh thứ ba. Kênh cuối này. Rồi bây giờ thì mình s�ẽ tăng cả 4 đi chất áp lên và chúng ta kính mời mọi người cùng nghe nhạc và chờ đợi khoảng 15 phút để chúng ta sẽ quay trở lại kiểm chứng cái nhiệt độ này. Hiện tại nhiệt độ đang là 39 độ C nhé. Đây, đang 39 độ này. Đây, chúng ta sẽ mở khoảng 15 phút. Người thân yêu kiếm ngoài người chẳng sợ anh rồi cha. Yêu em bằng lòng nên họ thả lời hứa. Người thương em thật lòng chỉ chẳng tình em bỏ. Rồi em sẽ nhận ra đã đi cùng em bao năm. Vượt qua những tháng trường cùng em tìm một trong cuộc sống. Và em sẽ yêu dấu biết là gì mà biết không. Là bên người mình được em vẫn không bao giờ. Vì yêu em nhiều quá. Mình đang mở cái mức âm lượng khá là lớn. Để ép con đẩy này nó phải đánh ở công suất là công suất max. Thì sẽ đi rất là xa với vị trí để loa. Tại ngoài miền Bắc thì đang là giữa mùa hè nên nhiệt độ nó sẽ hơi cao. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ hôm nay nó khoảng tầm 35-36 độ. Cùng lắng nghe nhạc và cũng là thưởng thức chất âm của loa. Và lát nữa thì chúng ta sẽ quay lại kiểm chứng về cái sức chịu đựng của con đẩy này khi ghép với hai cặp loa bát 30. Đây là mình đang để ngoài trời nhé, để ở cái vị trí thoáng nên nó cần công suất rất là lớn thì nó mới ra được chất âm lớn như thế này. Chúng ta
sẽ ổn đấy. Đấy, chúng ta cũng đi ra vị trí xa hơn. Ở đây là cánh đồng này, gió nó đang hơi to nhé. Đang ngược gió, quay ngược gió nên là kia vị trí để loa nó làm ở cái vị trí góc đằng kia. Đó. Đây khoảng cách khá là xa nhé. Đó, vị trí để loa làm ở chỗ cái xe máy kia. Chúng ta sẽ mở khoảng 15 phút và sau đó sẽ quay lại kiểm chứng về cái nhiệt độ ở trên cái đồng hồ. Nó sinh nhiệt là bao nhiêu độ. Con sò này thì nó chịu được cái nhiệt độ là 150 độ C. Trời miền Bắc khá là nắng đấy. Bây giờ thì nó khoảng 4 giờ chiều, nhiệt độ cũng vẫn còn khá là cao. Và ở clip sau thì mình sẽ test con đẩy này với một cặp loa bass 30 và một quả súp hơi bass 50 để có nhiều cái phương án để cho quý khách có thể sử dụng con đẩy này phối ghép với cái nhu cầu riêng của từng người. Đây đang quay ở vị trí cũng khá là xa này. Ok, chúng ta sẽ quay lại về vị trí để loa. Sao nhiệt độ nó tăng lên bao nhiêu độ vậy?
nữa. Khoảng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ quay lại kiểm định về cái nhiệt độ ở trên cái đồng hồ kia. Cứ phải chơi thực tế như thế này thì mới biết được cái sức chịu đựng của nó là như thế nào. Ở đây thì bên mình có kiêm cả lắp điều hòa bãi nha. Điều hòa bãi của Nhật. Con này đang test để ngày mai lắp cho khách nhé. Và phía bên trong kia thì còn khá nhiều điều hòa. Chúng ta sẽ quay lại và kiểm chứng về cái sức chịu đựng nhiệt độ ở trên cái đồng hồ để xem con đẩy này nó đánh 2 cặp 30 nó sẽ sinh nhiệt là bao nhiêu nhiệt độ.
Hôm nay là thời tiết mùa hè nhé. Bình thường không chơi thì nó đã rơi khoảng 37-38 độ rồi. Đang đánh công suất khá lớn đấy. Khoảng hơn 15 phút rồi à, chúng ta có thể đã kiểm định được cái mức nhiệt độ ở trên cái đồng hồ đo nhiệt độ. Khoảng 15 phút thì nhiệt độ tăng lên là 52-53 độ C. Thì có nghĩa là khi mới bật máy thì nó đã 38-39 độ rồi. Nó sẽ đã tăng khoảng hơn 10 độ C, khoảng 15, chúng ta cứ gọi khoảng 15 độ C đi. Cho phép lên đến 55 độ C cho thoải mái luôn. Thì con sò ở trong cái con đẩy này nó sử dụng con sò là LGVK, có mã là 0302 và 0281. Thì con sò trong con đẩy này thì nó sức chịu đựng của nó thì nó lên đến 150 độ C cơ. Ở đây thì nó có sinh nhiệt có 15 độ thôi. Nó quá thoải mái. Chưa, có nghĩa là chưa thấm vào đâu với cái sức chịu đựng của con sò này. Ở đó về cái phần sinh nhiệt nhé. Ở con đẩy này thì nó sử dụng Class H. Thì tất nhiên là Class H thì nó sẽ không sinh nhiệt nhiều bằng Class AB. Nhưng nếu mà nó đuối công suất, nó đánh không đủ công suất loa thì nó vẫn sinh nhiệt rất là cao nhé. Hoặc là nó bị lỗi mạch thì nó sinh nhiệt cũng rất là cao. Thì ở đây nó đang có tăng khoảng 15 độ C, chúng ta cứ gọi quá nó khoảng 15 độ C, thực ra thì nó chỉ hơn 10 độ thôi. Sức chịu đựng của nó vẫn là thoải mái nhé. Con đẩy này thì mình cho phép mọi người có thể sử dụng ghép với hai cặp loa bát 30 từ 19-76 là thoải mái luôn. Đánh bao căng đét. Ở đây mình có đánh ở ngoài trời và mở công suất lớn. Nếu chúng ta sử dụng ở gia đình thì chắc là không nghe đổi cái tiếng vừa rồi mình test được, vì mình đánh công suất khá là lớn. Clip sau thì mình sẽ ghép con đẩy này với một cặp loa bát 30 và một quả súp hơi từ 22-100. Sẽ ghép hai kênh chập bra, trụm hai kênh nằm một để đánh một quả súp hơi bát 50. Và còn hai kênh thì sẽ sử dụng để ghép với một cặp loa bát 30 và để kiểm chứng cái tiếp công suất của con đẩy này. Và con đẩy này thì mình cũng xin báo giá trong clip này để quý khách có thể nắm được. Con đẩy 4 kênh này của Sautanda có model là MC4400, thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 5.700.000 đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và sẽ được bảo hành 1 năm. Và có thể con đẩy này cho quý khách sử dụng để ghép với hai cặp loa bát 30. Và clip sau thì mình sẽ kiểm chứng để ghép con đẩy này với một cặp loa bát 30 và một quả súp hơi bát 50.
Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.